Thưa thầy, con từ nhỏ đã được dạy niệm Phật để sau này vãng sanh, để mau giải thoát. Họ bảo đây là con đường dễ nhất và ngắn nhất. Vậy tại sao lúc xưa Đức Phật Thích Ca không dạy luôn từ đầu cho các vị tăng ni niệm Phật để mau vãng sanh vậy ạ? À, mong thầy hoan hỷ trả lời cho con. Thì nếu như mà quý vị muốn nghe thì quý vị nên theo dõi lớp Thanh Tịnh Đạo, cái lớp ở chùa An Lạc. Thì vừa rồi đó, đại sư vừa mới đi đến cái phần tùy niệm Phật ấy, thì quý vị có thể xem vừa mới có đây nè ha, hoặc là cái những cái video niệm Phật theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, thì quý vị sẽ thấy cái bản gốc Đức Phật đã hướng dẫn niệm Phật như thế nào. Còn cái phiên bản mà hiện tại quý vị đang thực hành ấy, sư không dám hứa, sư không dám nói, sư không dám nhắc, tại vì đó lạ lắm, rất là lạ so với cái bản gốc mà Đức Phật đã đề nghị. Đức Phật đề nghị ấy, là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng ha. Đức Phật có dạy nha, có dạy ngay từ thời kỳ đầu có, nhưng mà cái bản gốc đó, nó khác rất là nhiều so với cái phiên bản hiện đại. Cho nên là thì Phật có dạy nhưng mà dạy không có giống giờ. Rồi đó là cái câu trả lời của sư, không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không. Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, thì nếu mà câu hỏi này á, mà sư trả lời đầu, sư là người trả lời trước á, thì xin thưa quý vị, sư cũng trả lời như Đức Hạnh Toại. Có nghĩa là ở đây cái vị này nói là từ nhỏ được dạy niệm Phật đó, sau này để mau giải thoát. Họ bảo đây là con đường dễ nhất, ngắn nhất. Tại sao lúc xưa Đức Phật Thích Ca không dạy luôn từ đầu? Thì để đức cái gọi mà để đức Hạnh Tuệ nói á, là có xác nhận á, là Đức Phật vốn gì có dạy từ đầu rồi, sư cũng xác nhận là thứ hai là đúng. Thưa vị, Đức Phật đã có dạy rồi chứ không phải nó nói không không có dạy đâu. Cái này là nó sai với tinh thần tâm tạng kinh điển Pali. Thưa vị, còn niệm ở đây á, thí dụ bây giờ nói là họ niệm bản sanh để mau giải thoát nè, dễ nhất ngắn nhất, họ có cái dễ nhất ngắn nhất không? Nó cũng có. Thưa vị, không phải không có đâu, thật sự cái dễ nhất ngắn nhất này nè, là nếu mà đối chiếu với bốn hạng người á, mà quý sư đã từng nói trong nhiều bài bài chương trình vấn đáp khác rồi đó. Bốn hạng người là một cái hạng người mà đầu tiên á, là nghe nghe ngài thuyết á, rồi xong rồi đắc liền. Hạng thứ hai là nghe ngài thuyết và giảng giải thêm, thì sau đó giảng giải thêm một số chi tiết á, như bài kinh nó giải nghe điều A, điều B, điều C, thì sau đó người đó đắc. Hạng thứ ba thì là nghe ngài thuyết nhưng mà phải nỗ lực thực hành khi bằng cực lực thì đắc ngay trong kiếp đó. Và cái thứ tư là cũng nỗ lực thực hành rất là tốt theo đúng lời Phật dạy nhưng mà không có thể đắc ngay trong kiếp đó, nhưng mà dư duyên những kiếp kế tiếp. Cho nên khi mà nói là nói mà nếu mà thực hành đúng nha, sư mới nhấn mạnh nha, thực hành đúng theo lời Phật dạy, đặc biệt ở đây là nói cái vấn đề mà niệm Phật nè, thì là dễ nhất ngắn nhất thì nó cũng có chứ không phải không có. Quan trọng là mình, cái năng lực mình làm như thế nào để mình phù hợp với bốn cái hạng người mà như sư nói đó. Để mình rơi vào bốn trong bốn hạng người đó, muốn được trong bốn hạng người đó đắc nhanh đắc dễ đó. Giống như hai người đầu đi, mình phải làm sao thì phải quay lại cái vấn đề Đức Hạnh Tuệ có gọi là có khuyến khích quý vị và có hiến kế cho quý vị, đó là tham gia lớp Thanh Tịnh Đạo mời Đức Hạnh Tuệ mở ở chùa An Lạc đó. Thì lên Google gõ xếp nó rất rõ, rồi coi cái lịch như thế nào, rồi quý vị nghe trực tiếp lời Đức Hạnh Tuệ giảng giải về cái phương pháp niệm Phật mà đúng như truyền thống mà thầy Phật còn tại thế dạy cho các hàng đệ tử. Thì cái này nè, thì nếu quý vị có theo sát đó, vì học vì hành thì ít thì là cái nhân cái duyên á, để cho quý vị
đạt được á, giống như nói là dễ nhất ngắn nhất nè, đó là quan trọng ở bản thân của quý vị nè. Nhưng mà cốt yếu ở đây á là mình phải học đúng cái đã, phải học đúng thì việc thì mới đạt được cái mà mình nói là để vãng sanh, để mau giải thoát đó. Mà giải thoát ở đây là tức là chứng ngộ niết bàn thưa quý vị, không chứng ngộ niết bàn, giác ngộ lý tứ diệu đế, thì nhấn mạnh đó nha, chứ không phải mình vãng sanh hay là mình giải thoát về một cái cảnh giới nào đó nó hiện hữu. Phải nhấn mạnh điều đó rõ nữa. Thì trước khi kết thúc câu trả lời đó, thì cái lời khuyên của quý sư là ngoài cái việc mà hỏi hỏi này về vấn đề mà niệm Phật đúng ra theo đúng tinh thần mà là Phật dạy ra, và những cái vị khác á, có cùng cái câu mà hỏi thắc mắc như vậy, thì á, để biết được thế nào là lời Phật dạy về cách niệm Phật đúng để cho mình thực hành đúng, để mình sớm ngày đoạn tận khu chứng ngộ niết bàn, đạt được hạnh phúc xuất thế gian á, chứng ngộ lý tư diệu đế, thì mình nên theo dõi cái lớp Thanh Tịnh Đạo mà Đức Thanh Tuệ có mở ở chùa An Lạc đó, để mình biết được đúng đúng cái phương pháp niệm Phật như thế nào. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.